Dạ em chào anh Hiệp ha, dạ, chào bà con của kênh LTK. Hôm nay em có về lô trang, như là trang thành phẩm bonsai ha bà con, với là phôi, một số phôi ha, với chằng đỏ, tàng thông, với giấy ngũ sắc ha. À, giờ một số cây như là mỹ cam rồi nha bà con, cũng đa dạng giống như những clip trước ha. Thì để giới thiệu em tên Luân ở Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại em là 0907214139 ha. Đó là số Zalo luôn nha bà con. Bắt đầu mình Zalo cây số 1 ha. Cây số 1 của em là cây trang đỏ. À, đỏ đã vô dây nha, coi như hàng này cũng thành phẩm ha. Cây thuần chậu nha bà con, cây sống khỏe ha, đang bông, nhưng mà có cái là nó hơi thiếu đất ăn nha, chậu này nó hết phân cho nên cây nó không có được sung lắm. Rồi bắt đầu cây số 1 của mình ha, là chiều cao của nó là 1m35, ngang của nó là 1m2, gốc này là 11 ha, một cốt ha, bẻ bonsai rồi nha. Triệu 7, cái này là giá 1,7 triệu nha bà con, là bao gồm phí ship luôn ha, 1,7 triệu ha. À, cái này em cũng bó bầu nha. Rồi xuống ha, rồi tới cây số 2 nha bà con, cũng là cây trang đỏ bonsai ha, cũng đã vô dây rồi ha. À, cũng hàng cũng đã thuần chậu, cây sống khỏe đang ra bông ha. À, tán cũng tròn đều tay hết nha bà con. Rồi cây số 2 của mình ha, là chiều cao của nó là 1m15, ngang nó là 1m, gốc này là 11 ha, cái này cũng có giá là 1,7 triệu luôn nha. Rồi 1,7 triệu ha, là bao gồm là phí ship luôn nha bà con. À, cây đã thành phẩm rồi ha, cái này về mình chỉ là vô phân như thay chậu thôi ha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Trong là cái bên đây thì em cũng Zalo nó cũng đa dạng mà cây nha bà con, cây giống cũng có, cây mini cũng có ha, chỉ là có dạng phúc nè, rồi trang đỏ, tàng thông và trang vàng luôn ha, trang vàng tàng tròn và bonsai, giấy ngũ sắc, phôi và mỹ cam, nó cũng có đủ nha bà con. Bắt đầu cây số 3 của mình ha. À, cây số 3 là chiều cao của nó là 1m05, ngang có 1m05 luôn ha, gốc này là 16, cái này có giá 1,8 triệu ha. Cây trang vàng này gốc lớn nha bà con, gốc 18 ha, đây gốc 18, tàn cũng dày tàn hơn nha, cây này đẹp, cây này có giá là 1,8 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Cái này thì nó cũng vừa bắt đầu hết đợt bông, nó chuẩn bị ra đợt bông mới nha bà con. Hàng cũng đã thuần chậu, cây sống khỏe hết trơn ha. Cây này cũng bó bầu luôn nha bà con, giá 1,8 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây nha. Rồi tới cây số 4 ha, là cũng là cây bonsai. À, cây này thì cái dáng nó hơi làm như hơi đổ nha bà con ha. Rồi cây bonsai này, cây số 4 là chiều cao của nó là 95, ngang 1m1 ha, gốc cái này là 11 nha, gốc 11 nha bà con. Cây này có giá là 1,6 triệu ha, một cốt, cây cũng sống khỏe, đang ra bông ha. Rồi 1,6 triệu bao gồm phí ship luôn nha, cây bonsai vàng ha. Rồi xuống cây ha, mở đại đi. Rồi tới cây số 5. Rồi cây trang vàng bonsai số 5 nha. Cây này là chiều cao nó là 90, ngang 1m ha, gốc cái này 14, cây này cũng giá là 1,6 triệu luôn nha. Chiều 6 bao gồm với ship luôn nha bà con. Ủa chiều 6 50, lỗi ha, cái này là chiều 6 50. Cây này là 1,6 triệu 50 ha. Trang vàng bonsai cây số 5 là 1,6 triệu 50, chiều cao của nó là 90, ngang là 1m, gốc này là 14 nha. À, cây này cũng là tai chi cũng đầy hết nha bà con, đang gộ bông ha, 1,6 triệu 50 cũng bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây trang đỏ nha, đỏ này em về được hai cặp nha bà con, đỏ tàng thông, tàng rất là dày ha, đang gộ bông rất là nhiều nha, cây đẹp, gốc lớn nha bà con. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m45, ngang 95 ha, gốc cây này 14 nha, gốc 14, cây này có giá là 900 ngàn nha, bao gồm phí ship luôn ha. Đây rồi gốc 14 ha, cây này là 900 ngàn bao gồm phí ship luôn nha bà con. Cây số 6 900 ha. Rồi xuống cây. Để đây.
Lô này là em có phôi có bên bên xay me nha bà con, có bên xay me luôn nha. Và được cặp dạng phúc nữa ha, cặp dạng phúc cây rất là đẹp cây nha. Và có sứ nữa, mình cũng đa dạng hết nha bà con. Rồi cây số 7 ha. Cây số 7 là cũng là cây chân đỏ luôn nha, đỏ tàn thông, tàn rất là dày tàn nha. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m3, là ngang là 1m, gốc cây này 15, cây này cũng giá là 900.000đ. Một cốt luôn nha bà con. Một cốt cốt rất là già ha. Đây. Chân đỏ một cốt rất già. Cây số 7 900.000đ. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 8 nha. Cây số 8 cũng là cây chân đỏ luôn ha. Rồi cây này chiều cao là 1m1 nha. Ngang 75, gốc cũng là 14. Cái này thì nó cũng chung với cái lô ngoài nãy thôi, nhưng mà cái cây cái tàn nó bấm nó hơi sát vô, nó hơi nhỏ ha. Nhưng mà gốc cũng bằng nhau, gốc 14 luôn ha. Cái này có giá là 800.000đ. 800.000đ là bao gồm phí ship luôn ha. Cái này là em bó bầu nha bà con. Chỉ ngoài trừ là giấy thì em để nguyên chậu thôi nha. Còn trang là mình bó bầu hết ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 9 nha. Cây số 9 là cũng là cây chan đỏ luôn ha. Chan đỏ tàn thông luôn ha. Tàn rất dày, đang gỗ bông nha bà con. Gốc lớn. Cây này là cao 1m, ngang 70, gốc 14 luôn ha. Cây này cũng có giá là 800.000đ. Đây, gốc rất là thẳng ha, lớn già nha bà con. Đó, một cốt ha. Rồi 800.000đ bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Đây tới chan vàng nha bà con. Chan vàng tàn tròn, đang gỗ bông rất là nhiều, đang nụ dày cây luôn nha bà con. Là đặt cây luôn ha. Cây này dài cây lắm rồi nha. Hình như là cái này khoảng 10 bữa nửa tháng thôi là bông rất là gỗ nha. Cũng là một cốt nha bà con, nhưng mà cốt hơi sát ha. Đây. Một cốt cốt rất là lớn nha. Ở trồng sâu móc sâu dưới này còn thoát thân cao nha bà con. Nhưng mà con cái lại này nó lên là ba nhánh lớn ha. Nhưng mà cái cốt nó còn sâu ở dưới nha bà con. Một cốt. Cái này cây số 10. Chiều cao nó là 80, ngang là 1m1 ha. Gốc của nó là 21 nha bà con. Hoành thân của nó là 21, cái gốc ở dưới nha. Cái này có giá là 850 nha. 850 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi cây số 11 nha bà con. Đó, tàn tròn. Nhưng mà bông đang gỗ bông rất là nhiều nha. Đó. Cái này là chiều cao cây 11, chiều cao 85. Ngang 1m1 ha, gốc này là 18. Cái này cũng có giá là 850.000đ luôn. Này, một cốt hết nha bà con. Đó, nhưng mà trồng hơi sâu ha, như chậu nó hơi sâu cho nên là mình không thấy cái thoát thân nó cao, nhưng mà bảo đảm là một cốt hết. Rồi, cái này là 850.000đ cây số 8 ha. Cây số 11, xin lỗi, cây số 11 nha. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 12 ha. Cây số 12 chiều cao 90, ngang 1m1, gốc này là 18 nha. Đó, 18 nha bà con, gốc này là 18, cái này cũng giá là 850.000đ. Cây đã thuần chậu hết ha, cây sống rất là khỏe. Đây, một cốt nè, cốt rất là lớn nha. Đó, tay tối em khự lên cho bà, để cho bà con nhìn thấy cho nó rõ. Cốt rất là lớn, mà còn sâu ở dưới nữa. Sâu ở dưới. Rồi, 850.000đ cây số 12 ha. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi tới cái 13 cũng là cái chan vàng luôn nha bà con. Chan vàng tàn tròn ha, tàn rất là tròn nha. Cái này chiều cao 90, ngang 1m ha, gốc cái này cũng là 18 luôn nha. Đó, cái này cũng giá là 850.000đ, lô này là đồng giá 850 hết ha. Đây. Tại vì cái này nó hơi trồng sâu ở dưới quá. Chứ dưới còn lúc ở dưới là thoát thân nó cũng cao chứ không phải là thấp đâu, mà tại nó hơi sâu dưới gốc nha bà con. Nó trồng hơi lúc ở dưới ha. Rồi cái này có giá là 850.000đ cây số 13. Cây chan vàng lá nhỏ, một cốt, hàng thuần chậu hết ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tiếp theo là cây số 14 nha. Cây số 14 chiều cao là 80, ngang 1m, gốc cái này là cũng 18 luôn nha. Đó, tàn tròn ha, đang gỗ bông nha bà con, bông nụ là dày đặc luôn nha.
Đó, này là đang nụ rất là nhiều ha. Cây này cũng là một cốt luôn đây, nhưng mà sát như này mình mới thấy được cái cốt rất là lớn như này. Tối mình đã móc ra hết đây, đã trồng hơi sâu thôi, lên 3 thân ha, nhưng mà một cốt. Rồi cây này là chiều cao là 1 mét, chiều cao là 80, ngang 1 mét ha, gốc này là 18 nha bà con. Cây này cũng có giá là 850.000 luôn. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 15 nha. Số 15 cũng là cây trang vàng, một cốt tàn tròn luôn ha. Hàng thuần chậu hết nha bà con. Cây này cây 15 là chiều cao của nó là 90, ngang là 95, gốc này là 16 ha. Cái này có giá là 850.000 nha bà con. Cắt không được. Rồi 850.000 nha bà con, bao gồm phí ship luôn ha. Đây cái này là một cốt này, thấu thân thì cao, nhìn dễ thấy ha. Rồi cốt của nó 16, rồi xuống cây ha. Rồi tiếp theo là cặp mai dạng phúc nha bà con. Cây này rất là đẹp nè. Mai dạng phúc rất là đẹp nha bà con. Tàn thông ha, xanh tốt, bông đang gộ luôn nha. Mà bông mình như là bông nó quanh năm nha bà con. Rồi cây số này là cây 16 ha. Cái này chiều cao 1m2, ngang 1m, gốc cái này là 16, cái này có giá 900.000 nha. Rồi 900.000 là bao gồm phí ship luôn ha. Cây mai dạng phúc nha bà con, cây rất là đẹp ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tiếp theo là cây số 17 ha, cũng là cây mai dạng phúc luôn nha bà con. Cặp này rất là đều nhau ha, tàn dày đều đặc. Rồi cây số 17 này là cao 1m3, ngang 90, gốc này là 20 ha. Cái này cũng đồng giá là 900.000. Một cốt ha, hoành thân của nó là 20. Cái này có giá là 900.000. Cây rất là dày tàn và đẹp ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới là me nha bà con. Đây. Cây me thành phẩm rồi ha. Đã vô tài, đã vô dày rồi ha. Cây 18, cây này chiều cao của nó 50, ngang là 65 ha. Gốc cái này là 20 mấy lần nha bà con. Ngang này đâu 2 mấy, tại nó quặn quẹo gì mình đâu, nó cũng không chính xác lắm ha. Nào hạo cho bà con biết là cái này nó khoảng 20 mấy, khoảng 21 ha. Cái này có giá là 1,1 triệu nha bà con. Rồi cây me này là 1,1 triệu, cây số 18. Rồi xuống cây ha. Tới cây số 19 nha. Tới lô bonsai nha bà con. Cần thăng, nguyệt quế và phôi mai ha, phôi trang nha. Cái là me, cây 19 ha. Cây 19 là cây này là chiều cao 45, ngang 60. Cái gốc này quả thân là 23. Cái này cũng có giá là 1,1 triệu luôn ha. Đây. Sống rất là khỏe nha bà con. Thuần chậu hết rồi ha. Rồi cái này có giá là 1,1 triệu luôn ha. Me nha bà con. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cần thăng nha. Cần thăng nguyệt quế và phôi trang đỏ trang vàng. Rồi cây này số 20 ha, là chiều cao của nó là 30. Tán đổ vậy là của nó là 50 ha, cái này có giá là 500.000. Đó cái cần thăng nha bà con, 500.000 bao gồm phải ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây nguyệt quế 21 ha. Cây này chiều cao của nó là 50, ngang là không, chiều cao 50, gốc của nó là 22, cái này là giá là 500.000. Nguyệt quế, phô nguyệt quế 500.000 nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái này là củ đế có luôn nha bà con. Củ đế nhiều luôn nha. Rồi cái nguyệt quế tiếp theo, phô nguyệt quế số 22. Chiều cao của nó là 55 ha, gốc của nó là 22, cái này là 500.000. Nguyệt quế ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cần thăng nha bà con, cái cần thăng 23. Đây. Cây này chiều cao của nó là 40, gốc của nó là 25, cái này giá là 450.000. Cây cần thăng nha. Đây. Rồi xuống cây ha. Rồi cần thăng 24 ha, cao của nó là 30, gốc của nó là 17, này giá là 400.000. Đã sống rồi bà con, ra tược rồi ha. Này về là mình thời gian sau là mình bẻ vô dây được rồi nha, theo ý mình ha. 400.000 một phô vậy nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tức là phôi nha, phôi trang. Cái này là cũ
Trang có gì vậy? Cái này là trang vàng anh ha. Này là em được hai cặp, một cặp đỏ, một cặp vàng. Cái này là trang vàng, cái này cái số 25 là chiều cao của nó là 20. Ở này nó ghi lộn đỏ nè, gốc cái này là 15 ha, này giá là 400.000. Cái trang vàng này là 400.000 nha bà con. Rồi xuống cây ha. Rồi cây số 26 ha. Chiều cao của nó là 17, gốc cái này là 13. Cái này là đỏ nha, cái này là 400. Đây, cái này là phôi đỏ ha, nó ra tự hết nha bà con. Đây nè, đỏ ha. Củ đế có luôn nha, cái này là về bẻ theo ý mình ha, khoảng nửa tháng nữa là nó ra tự mình bẻ được rồi nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cây 27, là cao của nó là 20, gốc của nó là 10. Gốc 10 là đó, cái thân này còn củ này bự nha bà con, cái này giá là 350.000. Đó, phôi này là 350.000 ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 28 là cao của nó là 30, gốc của nó là 17 nha. Cái này giá là 400.000. Cái này củ rất là lớn nha bà con. À, rồi xuống cây luôn ha. Rồi em có tường vi nha bà con, được hai cặp tường vi ha. Em nhắc lại số điện thoại của em nha, số điện thoại là 0907214139 nha bà con. Đó cũng là số Zalo luôn ha. Cái này là tường vi hồng nha. À, tường vi hồng đang bông rất là gộ nha bà con. Cây sung cây ha. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m15 ha. Cái này mình không có đo tán ngang được là do mình, tại mình bẻ cốp vô gì rồi. Nhưng mà cây đã đang bông, đang nụ rất là nhiều ha. Đây tường vi màu hồng bông nó gì nha bà con. À, tường vi màu hồng. Rồi cặp này có giá là 300.000. 300.000 một cặp gì nha bà con. Một cặp gì là 300.000 ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cặp tường vi tiếp theo ha. Đây cặp tường vi này lớn hơn nha. Cái này là chiều cao của nó là 1m2. Cái này là 1m2. Cái này có giá là 350.000. Đó, bông chùm chùm luôn nha bà con. Đó, nhánh nào cũng ra bông hết ha. Cây rất là sung cây nha. Tường vi cặp số 30, 350.000, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây Mỹ Cam nha bà con. Đây cây Mỹ Cam. Đó Mỹ Cam là đế đẹp nha, gốc đẹp, gốc lớn luôn nha. Cây Mỹ Cam 31, chiều cao của nó là 1m2, ngang 95, gốc này là 17 nha. Cây Mỹ Cam ha, đã vô dây rồi nha bà con, tàn tròn ha. Cái tàn nó rất là đẹp nha bà con, tại nó hơi mới vô chậu nó không có được sung hung ha, nó chưa ra bông nhiều nha. Rồi cái này có giá là 2.3 triệu. 2.3 triệu cũng bao gồm phí ship luôn ha. Cây Mỹ Cam. Rồi xuống cây ha. Rồi tức là cặp trang đỏ quắn. Đỏ, cái này là đỏ lá quắn, vàng lá quắn nha. Mỗi thứ cây ha là một cặp như vậy nha. Cặp 32, cây này chiều cao của nó là 50, ngang 20 ha. Cặp này giá là 250.000. Rồi 250.000 là bao gồm phí ship luôn ha. Đây cái màu đỏ và cái bông nó rất là ngộ và đẹp nha bà con. Đó màu đỏ nó như vậy ha. Đây còn màu vàng, bông rất là đẹp ha. Cặp này là 250.000 ha. Rồi xuống cây ha. Rồi hồng phấn lá chung nha bà con. Đó, cũng là cặp luôn nha. Cặp hồng phấn lá chung. Cái này là cặp 33. Đây là cao 30, ngang 15 ha. Cặp này có giá là 250.000. Đây bông nó rất là đẹp nha bà con. Bông tự nhiên nha. Đó, cặp hồng phấn lá chung 250.000, bao gồm phí ship luôn ha. Xuống cây ha. Rồi tới đỏ, đỏ lá tim. À, đỏ lá tim cũng là một cốt luôn nha. Bông cũng đẹp, tàn cũng tròn nha. Cây này cũng sữa, tàn cũng tròn tròn rồi nha bà con. Cây này là cây 34, là cao của nó là 40, ngang của nó là 25. Cặp này cũng giá là 300.000. Đỏ lá tim. Dạ. Rồi cặp này là 300.000, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới Mỹ đỏ nha bà con. Đây, Mỹ đỏ một cốt nha. Thuần chậu nha. Cây bông rất là đẹp. Cây này chiều cao 55, ngang 40 ha. Cặp này là 350.000. Một cặp gì là 350.000 nha bà con. Đây một cây riêng lẻ của nó là nó như vậy ha. Đó bông rất là đẹp nha. Đó rễ là đang xuống tới với bầu dưới này luôn nha bà con, yên tâm ha. Bao sống bao ship luôn. Rồi cặp này là 350.000 Mỹ đỏ nha. Rồi xuống cây ha. Này là 35 rồi. Rồi tới lô ngũ giấy, tới giấy ngũ sắc nha bà con. 4 màu có, 5 màu có, 3 màu có luôn nha. Cây này là 5 màu. Đây. Cây 36 chiều cao của nó là 1m, ngang 1m luôn. Gốc cây này là 20 nha. Cái này có giá là 1.7 triệu. Cây này 5 màu nè. Màu đỏ ha, màu trắng ha, màu vàng, màu cam và màu hồng. Có đủ nha bà con.
Cái này có giá là 1,7 triệu bao gồm phí ship gốc Mỹ gấp Thái nha. Gốc Mỹ gấp Thái, cái này gì mình trồng cây nó hơi đứng lên nha bà con, tại trong chậu thiên nhiên nó như vậy nè, cây rất là đẹp ha. Rồi cây 36 này là 1,7 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Cái này làm ship chậu luôn nha bà con. Xuống cây đi. Rồi tới cái cây này nó ra hình như là được 4 màu rồi chứ chưa đủ 5 màu nha bà con. Đây, cây này là màu đỏ nè nha, cho bà con thấy nha, đây là màu vàng ha. Còn đây là màu cam nha. Đây, màu cam của nó với màu vàng thì nó khác nhau nha bà con. Đây, cho bà con so sánh nha. Đây, màu vàng và màu cam nó sẽ khác nhau. Đó, nó vậy. Ha. Đỏ nè, vàng, cam. Trắng nha, đây. Đây là màu trắng ha. Cho nên là cái nào nó ra được màu thì em sẽ báo màu. Còn đây là màu hồng sắc pháo đây nha. Là coi như là 5 màu ha. Nhưng bây giờ nó cũng chưa có gộ bông, chưa có gực bông lắm nha. Cây tàn rất là tròn đẹp ha. Cây số 37, cây này chiều cao của nó là 95, ngang là 90 ha. Gốc cây này 13, cây này có giá là 1 triệu nha bà con. Tại vì màu nó chưa có gộ lên cho nên là mình nhìn thấy nó không có đẹp ha. Nhưng mà nó cũng vừa lú lú lên hết trơn nha bà con. Cây này 1 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Cây 37, rồi xuống cây ha. Rồi bữa nay mình cũng đủ cây hết nha bà con. Clip của em thì tương đối cây cũng đa dạng ha, nó cũng nhiều loại cây để mình lựa chọn cho nó dễ nha. Thành phẩm cũng có, phôi cũng có ha. Rồi giấy các loại. Rồi cây số 38 nha. Cây này cao 90, ngang 85, gốc cây này là 14 ha. Đó, cây này thì có giá là 850.000. 850.000 là cũng bao gồm phí ship luôn. Tại cái này nó bông nó đã muốn rụng nha bà con. Cái này là màu cam đó nè. Đó, cho nên mình nhìn mình thấy nó mấy. Nhưng mà khi mà về ở đây nó rụng, nhưng mà về nhà mình nó sẽ ra được bông khác nha. Bông này rất là dễ. Giấy nó khoảng một tháng đâu lại là sẽ ra một đợt bông nha bà con. Bông tự nhiên không cần phải làm bông, không cần phải xử lý thuốc nha. Rồi 850.000 xuống cây luôn ha. Giấy là mình không cần xử lý thuốc gì hết nha bà con, bông tự nhiên hết nha. Đó, cây này cũng 5 màu luôn nha bà con. Mà tại có cái là bông nó cũng muốn hơi cuối đợt bông. Đây là màu trắng ha, trắng hồng nha. Đây là đỏ ha, đây là vàng ha. Đó, còn cam bên đây nha bà con. Đây cam. Đó, màu thì đủ màu hết ha. Đây là hồng, đủ màu, 5 màu. Nhưng mà có cái là cây nó cũng vừa cuối được bông nha. Cây 39, cây này có giá là 1,2 triệu bao gồm phải ship luôn ha. Cây này chiều cao của nó là 1m2, ngang 90 nha, gốc 14. Cái này là 1,2 triệu nha bà con. Rồi xuống cây ha. Rồi cái này là đỏ nguyên thủy nè nha bà con, đỏ Thái luôn. Cái màu này đỏ của Thái nguyên thủy không ghép nha, một màu. Cây này là cây mã số 40, chiều cao của nó là 85, ngang 35, cặp này có giá là 450.000. 450.000 một cặp gì nha bà con, thì cũng bao gồm phí ship luôn ha. Cái này là cái Thái nguyên thủy nha bà con, không ghép ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây này là ghép Thái nha bà con, gốc màu ghép Thái ha. Đây màu hồng nha, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, 4 màu ha. Rồi cây này chiều cao của nó là 80, ngang là 85, cây này có giá là 600.000. 600.000 bao gồm phí ship luôn ha. Trắng, vàng, hồng, đỏ ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới sứ nha bà con. Đây, cái cây sứ số 42, chiều cao của nó là 30, ngang 20, cũ này 25. Đây cái màu sứ màu bông nó gì nha bà con, rất là đẹp ha. 150.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cái sứ này là 150.000. Rồi xuống cây ha. Rồi cái sứ số 43 là chiều cao của nó 30, ngang 30 luôn. Cái cũ của nó là 33, cũng là 150.000 luôn. Đây màu bông đó nha bà con, 150.000 luôn. Rồi tới cây 44 ha. Đây 44 là chiều cao 55, ngang 45, cũ của nó là 49, này là 350.000. Này là ánh dương ha. Rồi đây là cũng là cây cuối clip của em luôn nha bà con. Cặp sứ, cây sứ này là cũng cây cuối clip của em ha. Dạ em cũng chân thành cảm ơn bà con đã tin tưởng và ủng hộ em trong các clip vừa rồi. Dạ hẹn gặp lại bà con trong clip sau ha. Em nhắc lại số điện thoại của em nha, 0907214139 nha bà con. Cái clip này thì nó cũng đủ loại cây ha, bà con cứ vô tham khảo và ủng hộ em nha. Rồi chào bà con.